Luật Đất đai số 31/2024 quy định các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại điều 151. Người sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau đây: đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại điều 179 của luật này, đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại điều 7 của luật này, trừ trường hợp đất được giao sử dụng chung với đất được giao để quản lý thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần việc diện tích đất sử dụng theo quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư, xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất tại điểm A khoản 2, điều 181 của luật này. Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện. Đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Tổ chức nhà nước được giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh. Các tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó thuộc trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1 điều này hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nhà ở hoặc công trình xây dựng được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng tạm thời bằng vật liệu tranh, tre, nứa, lá đất, công trình phụ trợ nằm ngoài khu vực phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý sử dụng vận hành công trình chính. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có các thông báo quyết định này mà không thực hiện. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng lấn chiếm, mốc giới, bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại điều 148 và điều 149 của luật này, có giấy phép xây dựng, có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tài sản thuộc sở hữu của nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 và Điều 149 của luật này. Ông Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng ký Dữ liệu và Thông tin Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có 5 điểm mới, tăng cường các yếu tố bảo mật, bảo an, bổ sung các yếu tố chống giả đóng và chống giả mở so với mẫu giấy chứng nhận trước đây. So với mẫu giấy chứng nhận trước đây thì mẫu giấy chứng nhận lần này có một số điểm mới. Tên gọi mới, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngắn gọn nhưng đảm bảo được phạm vi bao quát là đất đai và tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật đất đai. Kích thước của giấy chứng nhận lần này nhỏ gọn hơn theo khổ giấy thông dụng A4. So với nội dung thể hiện trên giấy chứng nhận trước đây thì quy định mới chỉ thể hiện những thông tin cơ bản về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản, thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất, thông tin về sơ đồ, tọa độ vị trí của thửa đất, một số thông tin để người được cấp giấy chứng nhận cần biết và ghi nhận về việc thực hiện quyền của người được cấp giấy chứng nhận, bổ sung mã QR code và mã giấy chứng nhận. Bỏ quy định về trang bổ sung của giấy chứng nhận. Với mẫu giấy chứng nhận mới này, vừa thể hiện tính truyền thống đã vào tiềm thức của người dân khi nhìn vào giấy chứng nhận được trang trọng, mỹ quan, thanh thoát, nhưng cũng từng bước để người dân tiếp cận với công nghệ, thiết bị thông minh để hiện đại hóa ngành quản lý đất đai. Về mẫu giấy chứng nhận mới có in mã QR code, ông Phấn cho hay, giấy chứng nhận mới chỉ thể hiện các thông tin cơ bản về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất. Các thông tin trên giấy chứng nhận và các thông tin khác có liên quan, người dân có thể tra cứu phản hồi thông qua mã QR code hoặc qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng Dịch vụ Công của các địa phương hoặc đề nghị cung cấp thông tin tại cơ quan có thẩm quyền.
Như vậy, mã QR code là để người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc người có liên quan có thể kiểm chứng thông tin và quá trình biến động khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo ông Phấn, trong thực tế, tình trạng làm giả giấy chứng nhận tại một số địa phương làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cũng như các đối tượng khác có liên quan, làm bất ổn tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, mẫu giấy chứng nhận mới được thiết kế tăng cường các yếu tố bảo mật, bảo an, bổ sung các yếu tố chống giả đóng và chống giả mở. Chống giả đóng là chỉ cơ quan phát hành phôi giấy chứng nhận mới có thể có thẩm quyền xác thực. Chống giả mở là yếu tố để các đối tượng có liên quan có thể xác thực trực quan, cho phép người dân có thể tra cứu xác thực thông tin trực tiếp của giấy chứng nhận với cơ quan có thẩm quyền. Cơ sở dữ liệu về đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương triển khai xây dựng, hoàn thiện, vận hành, kết nối liên thông, nên các thông tin trên giấy chứng nhận là các thông tin cơ bản để người sử dụng đất, chủ sở hữu, tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ. Các thông tin khác về người sử dụng đất, chủ sở hữu, tài sản gắn liền với đất, về thửa đất, tài sản gắn liền với đất được lưu trữ, khai thác thông qua mã QR code và trong cơ sở dữ liệu về đất đai được cung cấp khi có yêu cầu. Người dân muốn tách thửa đất phải đảm bảo đất không tranh chấp, có lối đi, kết nối giao thông công cộng, cấp thoát nước hợp lý theo Luật Đất đai 2024. Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, nêu các điều kiện mới để người dân có thể tách hợp thửa đất tại Điều 220. Thứ nhất, thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ hai, thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất, đất không có tranh chấp, không bị kê biên hay áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp, phần diện tích ranh giới còn lại không tranh chấp được phép tách hợp thửa. Thứ ba, việc tách hợp thửa phải có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, đảm bảo cấp thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Nếu chủ đất dành một phần diện tích có đất ở trong cùng một thửa làm lối đi khi tách hợp thửa, không phải chuyển đổi mục đích sử dụng với phần diện tích làm lối đi đó. Ngoài ra, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nếu thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu thì phải đồng thời hợp thửa với mảnh đất liền kề. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn mức tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng. Với thửa đất có đất ở và đất khác, không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích trừ khi người sử dụng có nhu cầu tách thửa. Không được tách thửa trong trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của tòa án mà việc phân chia không đảm bảo các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định. Luật Đất đai 2024 cũng nêu thêm hai điều kiện hợp thửa đất. Đầu tiên, việc hợp thửa phải có cùng mục đích, thời hạn sử dụng, hình thức trả tiền thuê đất trừ trường hợp thửa đất có đất ở và đất khác. Thứ hai, nếu hợp thửa các mảnh đất khác nhau về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất phải thực hiện đồng thời thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức trả tiền thuê đất để đảm bảo thống nhất. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ các quyết định trên và phong tục tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện diện tích tối thiểu của việc tách hợp thửa đất với từng loại đất. Như vậy, so với Luật Đất đai 2013, nguyên tắc khi tách hợp thửa đất đã được Luật Đất đai 2024 bổ sung thêm trường hợp đất dính tranh chấp một phần diện tích, điều kiện hạ tầng kỹ thuật của thửa đất cũng như yêu cầu khi tách thửa. Ngày 30 tháng 7 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị định gồm 54 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo đó, Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất bao gồm tính, thu, nộp, miễn, giảm tiền sử dụng đất, xử lý kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư, ghi nợ tiền sử dụng đất, quy định tại điểm A khoản 1 điều 153 Luật Đất đai trong các trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất thuộc trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, cho phép sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định của pháp luật mà phát sinh nghĩa vụ về tiền sử dụng đất.
Tiền thuê đất bao gồm tính, thu, nộp, miễn, giảm tiền thuê đất, xử lý kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định tại điểm B, khoản 1 điều 153 luật đất đai trong các trường hợp. Nhà nước cho thuê đất bao gồm cả đất có mặt nước, nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất thuộc trường hợp nhà nước cho thuê đất và phải nộp tiền thuê đất. Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình ngầm trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất. Đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành khai thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, cho phép sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định của pháp luật thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất theo quy định. Tiền nộp bổ sung, tiền sử dụng đất tăng thêm, tiền thuê đất tăng thêm đối với trường hợp được nhà nước giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không đưa ra đất vào sử dụng. Chậm tiến độ sử dụng đất quy định tại khoản 8 điều 81, điểm D khoản 1 điều 153 luật đất đai. Nghị định số 103/2024 áp dụng đối với cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai được nhà nước giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Các đối tượng khác liên quan đến việc tính, thu, nộp, quản lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Diện tích đất tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 103/2024. Chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại các Điều 17, 18 và 19 Nghị định 103/2024. Diện tích tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp được giao, được chuyển mục đích sử dụng đất, được điều chỉnh quy hoạch chi tiết, được chuyển hình thức sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chuyển hình thức sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Diện tích tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là diện tích đất được công nhận ghi trên phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, sau đây gọi là phiếu chuyển thông tin do cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển đến cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, sau đây gọi là nghị định về cấp giấy chứng nhận. Việc xác định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở của hộ gia đình cá nhân được thực hiện theo quy định tại các điều 141, 195 và 196 luật đất đai. Nghị định của Chính phủ này quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, nghị định về cấp giấy chứng nhận. Diện tích tính tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 4 được tính theo đơn vị mét vuông.